bây giờ không được về quê mới thấy thương cha thương mẹ. Bây giờ không được về quê mới thấy câu không ở đâu bằng nhà. Bây giờ chỉ ngồi một góc, cha mẹ đang khóc khi thấy con đơn này, vì sợ con mình sẽ đói nên có nhiều điều gửi lớn chưa.